Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây à, Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, đi tìm hiểu là trong giai đoạn này thì Bitcoin nó đang di chuyển và nó đang hành động giá như thế nào à anh chị nhé Và trong cái thời điểm trước đó thì em cũng đã có một cái bài post để mà cảnh báo anh chị về những cái biến động tiếp theo của thị trường à, Thì em có dự báo là nó sẽ rơi à, và nó sẽ quyết định đến từ cái vùng giá là 41k đô cho đến là 39k đô trước khi nó tiếp tục tăng trưởng À, bởi vì khi đó thì em có nhìn vào cái tỷ lệ open interest thì chúng ta thấy được là cái mức thay đổi về cái lượng future open interest á thì chúng ta thấy được là cái mức âm ha anh chị ha cái mức âm nhưng mà nó rất là nhỏ rất là nhỏ thì em cũng có nói ở đây thì anh chị cũng có thể là nghiên cứu cái dữ liệu này ở trên con class nha anh chị đó thì ở đây em có nói là giá giảm thời điểm đó là giá giảm volume giảm nhưng hợp đồng mở không tăng thì nó là một cái lần điều chỉnh làm mạnh và chúng ta đã thấy được cái sự kiện điều chỉnh này ở trong ngày hôm nay à, và đối với cái con sóng này khi mà nó phá khỏi cái đường trên line của nó thì anh chị thấy được là à, nó đang trong cái mô hình tăng như thế này đúng không ạ? Và chúng ta rất là nhiều người kỳ vọng là nó sẽ tiếp tục nó tăng tiếp à, đến cái mốc là 46k đô Nhưng mà nó đã không thực hiện được cái vùng giá đó và nó đã bị à, từ chối ở cái vùng là 44.800 đô để đi xuống cái mức mà sáng nay nó vượt tới đó là, đó là 40.136 đô anh chị nhé Thì trong thời gian tới thì Bitcoin nó sẽ di chuyển thế nào và hành động giá của nó sẽ như thế nào anh chị Thì chúng ta sẽ phải quan sát một số thứ sau đây Thì đầu tiên nếu như anh chị áp dụng sóng Elliot vào á Mà anh chị áp dụng theo cái sóng là ABC Thì đây là cái sóng điều chỉnh à, A, B và C Và khi mà đến cái ngưỡng này là 40.567 đô la Thì nó cũng trùng với cái Fibonacci đây em sẽ mở cái Fibonacci retracement này ra để anh chị cũng có thể là xem qua thì nó cũng đã đi đến rất là gần với lại cái vùng 0.618 anh chị ha và nó đã có tín hiệu là bắt ngược lên nhưng trong thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn phải xem xét là liệu nó có tiếp tục đẩy về cái sóng điều chỉnh cái điểm C này nó đẩy về thẳng đến cái vùng 0.618 hay không và nếu như mà về tới đây thì anh chị thấy là nếu như mà về tới đây khi mà nó kết thúc xong cái sóng điều chỉnh ABC này thì chúng ta sẽ có à, có thể là kỳ vọng một cái sóng tăng ngược trở lại thì chúng ta có thể là kỳ vọng một cái sóng tăng trưởng lên và sau đó là bắt test lại ở cái khu vực 41.500 đô này và nó sẽ đưa ra cái quyết định là nó sẽ tiếp tục tăng hay là nó sẽ tiếp tục giảm nha anh chị và trong thời điểm này à, trong thời điểm này thì em nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng à, thì cái sóng ABC Correction đó, đó là cái sóng mà sẽ kết thúc một cái chu kỳ giảm Ha, đây là một cái chu kỳ giảm lành mạnh và anh chị có thể là kỳ vọng một mức tăng Và trong cái khu vực giá này thì anh chị thấy được là đối với cái chỉ báo stock RSI Thì nó cũng đã đi đến cái cái khu vực gọi là khu vực quá bán rồi nha anh chị nó đã đi đến khu vực quá bán rồi và nó đang có tín hiệu là cắt lên trên để có tiếp tục là những cái đợt tăng nữa và em cũng sẽ kỳ vọng đây sẽ là một cái sóng tăng dành cho bitcoin ở trong thời gian tới và đối với những cái dữ liệu mà ở trên con class thì đây là cái dữ liệu về Bitcoin Future Open Interest. Đối với 24 giờ vừa qua thì chúng ta thấy được là đối với sàn Binance nè, Sàn FTX thì cái tỷ lệ giảm của những cái lệnh mở về Future Đó, những cái lệnh mở về Future nó đã giảm đi âm 5% Đây là một cái sự điều chỉnh nhẹ khi mà những cái con số này nó rất là đều Ở trên các sàn giao dịch nha anh chị Đó, và khi mà những cái lệnh Open Interest này tăng lên á Thì chúng ta cũng có thể là kỳ vọng một cái mức tăng trưởng tiếp theo à, Và thì đây là cái khung ngắn hạn ha anh chị ha thì chúng ta sẽ đi đến với khung dài hạn để xem thử là uh, trong dài hạn thì bitcoin nó đang giữ một xu hướng nào cho nó thì em sẽ đưa nó về khung thứ nhất là khung tuần để chúng ta quan sát từng khung anh chị nhé thì chúng ta thấy được là đối với khung tuần Đối với khung tuần thì chúng ta cũng có tín hiệu RSI đang tăng và đối với khu vực giá này thì anh chị thấy là những cái chu kỳ tăng trưởng trước đó thì những cái đợt up trên trước thì anh chị thấy được là mức giá ít nhất là đều phải vượt qua khỏi cái vùng đối lưu này và chúng ta thấy được là ở đây có hai lần tăng trưởng trước đó là vào năm 2013 và cũng như là năm 2018 thì nó đều vượt qua cái ngưỡng đối lưu này nhưng trong giai đoạn up trên này từ 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được là chưa có một lần nào chưa có một lần nào mà chúng ta vượt qua khỏi vùng đỗ lưu này cho nên là chúng ta sẽ có một sự kỳ vọng là giá cả sẽ được đẩy lên trên cái vùng đỗ lưu này nhưng ở đây là thời gian dài hạn nha anh chị và nếu như mà trong thời điểm hiện tại thì anh chị có thể thấy một cái điều đang xảy ra là gì đó là chúng ta đang sai và chúng ta đang tích lũy ha, chúng ta đang tích lũy ở từ cái khu vực giá là 69.000 đô à, đổ về cái khu vực là 28.000 đô và chúng ta đang sideways ở trong cái khu hợp này ở khung tuần nha anh chị. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và khi mà chúng ta vượt ra khỏi khu vực này thì chúng ta sẽ thấy được những mức giá nó cao hơn. Thì đây là sự tích lũy ở trong khung tuần, thế còn khung tháng thì như thế nào? Đây, khung thế thì chúng ta thấy được là à, cái góc nhìn nó thu hẹp hơn và chúng ta thấy được rõ ràng hơn. Đó thì chúng ta vẫn có những cái nến sideways như thế này. Và nếu như à, nhìn vào cái chỉ số stock RSI ở đây thì nó cũng đang là cái mức điều chỉnh nha anh chị, nó cũng đang nằm ở cái mức điều chỉnh và chắc chắn rằng nếu như mà nó tiếp tục với cái xu hướng điều chỉnh và tích lũy như thế này thì nó sẽ rất là giống với cái giai đoạn 2018 cho đến là giai đoạn 2019 giữa 2018 đến 2019 nha anh chị thì nó cũng sẽ đưa ra cái tín hiệu tích lũy ở cái khu vực này trước khi có sự tăng trưởng trở lại. Đó thì đây là cái câu chuyện dài hạn thì chúng ta thấy được một lần nữa nếu nhìn vào trong dài hạn thì chúng ta vẫn kỳ vọng được mức tăng trưởng còn trong cái thời điểm hiện tại á nếu mà nhìn vào khung ngắn hạn thì chúng ta đang nằm ở trong chu kỳ giảm và chúng ta chưa xác định được xu hướng tăng thì để mà chúng ta xác định được xu hướng là tăng hay không thì chúng ta phải có hai mốc quan trọng đầu tiên là 46.000 đô này tiếp theo là 50 đến 51.000 đô và nếu như Bitcoin triệt tiêu được hai khu vực giá này hai cái kháng cự rất là cứng này và đưa giá cả của Bitcoin đi lên tiếp thì chúng ta sẽ xác định xu hướng của nó là xu hướng tăng ở trong tương lai còn trong thời điểm hiện tại khi mà Bitcoin vẫn đang lập lẫn và cũng như là đang sai quay và chưa ra một cái dấu hiệu rõ ràng thì chúng ta vẫn chưa xác định rõ được xu hướng là xu hướng tăng trưởng hay không thì ở trong cái khung ngắn hạn thì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái xu hướng giảm nha anh chị và để mà có một cái góc nhìn nó chi tiết hơn thì chúng ta hãy nhìn vào cái tổng vốn hóa của thị trường đó thì ở đây em luôn luôn sử dụng cái chỉ báo EMA 200 đây là một chỉ báo rất là quan trọng và anh chị thấy là nó phải ứng giá rất là nhiều lần à, đối với cái chỉ báo EMA 200 này đó thì anh chị thấy được là mỗi khi mà nó tăng lên cái khu vực EMA 200 này nó đều có phản ứng giá giảm hoặc là bắt test và cũng như là khi mà nó cắt lên trên này thì nó sẽ xác định một cái xu hướng tăng trưởng tiếp theo thì anh chị có thể thấy được là nó đã từ chối một lần ở khu vực là 2.140 tỷ đô và khu vực là 2.000 tỷ đô ở trong thời gian vừa qua và nếu như trong thời gian tới mà nó vượt ra khỏi cái khu vực này đó nó vượt ra khỏi khu vực này thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu tốt cho thị trường nha anh chị và nếu như anh chị chưa biết xài chỉ báo này cho hợp lý thì anh chị cũng có thể là nghiên cứu về chỉ báo EMA 200 này và em sẽ chứng minh cho anh chị thấy được là cái sự phản ứng giá của nó rất là kịch liệt đối với chỉ báo EMA 200 này bằng cái replay nha anh chị thì em sẽ đưa cái khu vực này khi mà có giá giảm xuống và bắt đầu điều chỉnh thì nó sẽ phản ứng giá như thế nào đối với đường chỉ báo này anh chị nhé đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây Và em sẽ cho giá chạy để anh chị có thể là theo dõi Đó Thì anh chị thấy được là nó liên tục phản ứng với cái EMA 200 như thế này Đó Và cái chỉ báo Stock RSI nó cũng có thể là một cái chỉ báo mà chúng ta uh, có thể là nghiên cứu và đoán được Trước về giá cả của Bitcoin nó sẽ uh, có cái xu hướng ra sao Đó, anh chị thấy được là xuống phản ứng lên Và liên tục là có phản ứng xung quanh cái đường EMA 200 này Và đó là những gì mà em muốn cập nhật cho anh chị trong ngày hôm nay Và nếu như anh chị muốn nhận được những thông tin sớm nhất về dự báo thị trường Hoặc là về những cái tin tức cập nhật về những cái đồng con tiềm năng Thì anh chị cũng có thể là tham gia vào cái đầu tư điện tử channel này Thì em sẽ để cái link ở bên dưới cái phần mô tả này để anh chị có thể là tham gia anh chị nhé Và tất cả là hàng toàn miễn phí, team không bao giờ thu phí Và nếu như có ai đó giả mạo admin ở trong team à, mà thu phí anh chị Thì những kẻ đó là những kẻ lừa đảo anh chị à, cho nên là anh chị phải cẩn thận và chúng ta không giao dịch với người lạ anh chị nhé và cảm ơn tất tất cả anh chị đã xem đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.